Hôm nay là câu rất là nhiều cá nha. Cá này là gọi là speckled trout hay là spotted trout gì đó. Nào, bây giờ đang làm món cá sốt cà trước. Sau đó mình sẽ làm cá chiên bột theo kiểu Mỹ ha. Ớt này rất là cay. Rau. Miếng mắm không biết làm gì. Bún nữa. Đây là đầu bếp hôm nay ha. Để cái này cắt được rồi đó em. Chính sơ tại biết sao chút phải ngắm cái kia vô nữa không? Bởi vì cái này mình không cần tính quá. Cần tính tính những cái này. Rồi, cá này ngon quá thì ngon, cá này bổ dưỡng lắm, dinh dưỡng lắm. Món này là món cổ truyền nha, mình là sáng chế là món này. Chút không chút cái này em chiên chiên mấy cái trứng giùm anh luôn em. Nô có mấy cái trứng cá nè, bỏ vô đi. Khó cái này là sốt cà mà, cái này sốt cà mà, chút bỏ cho sốt cà mà. Cá phải chín rồi nó mới vàng được rồi đó. Cái này là giống như là hàng triệu cái đang nhảy nhót trong cái chảo dầu này nha các bạn. Con cá này làm rất là kỹ lưỡng nha, mạnh máu đồ đó được lấy ra hết trơn rồi. Kiểu này gọi là kiểu filet. Dầu này là dầu bắp nha, bổ dưỡng lắm nha. Nó phải cứng vậy nè. Vậy mà thật sự không cần làm gì là có thể là bỏ nước mắm vô là ăn được rồi đó. Đúng rồi.
Nhưng mà hôm nay mình có một ý nghĩ khác, tức là phải sốt trà chua ngọt vô ăn. Để lửa lên không? Trong khi thời gian chờ đợi thì hãy nhìn mấy cái ớt này nha. Bây giờ chúng ta hãy làm tỏi nha. Đây là cách để cắt tỏi dễ nhất là đập cho nó. Biết mới mướn Trung Quốc về chuyên nghiệp. Dầu ô liu nha. Đây là bỏ tỏi vô. Bỏ cà chua vô nha, với ớt. Món này là cho những người xào lên nhà phải bỏ nhiều ớt. Bây giờ cho thêm chút đường với nước ngọt. Cũng chờ cũng cố tình làm để cho có action trong đây đó. À, mình biết là các bạn không có nghe cái mùi nhưng mà nó hơi cực. Cái thơm thì nó thơm mà cực kỳ. Hát xì luôn.
Cho bỏ chút đời vô đi. Biết rồi. Mình sẽ tiêu đầu bếp này nha. Chứ thật sự cô ta không biết làm gì nữa. Chỉ là nghe chỉ dẫn thôi. Chỉ dẫn nó từ từ anh đó. Không có, không có. Không có bên đây chỉ dẫn nói thì không có thành công đâu. Cái phần ngọt đi. Này là gì vậy? Con rồi hả? Là gì giờ thắt xì cả nhà luôn. Này là thắt xì cả. Tại anh kêu ớt vô. Và nấu chút cà nâu vô nha. Có người tập quen người tập bạn người tập bạn khỏi tập bạn để cho cà chua nó nhừ ra rồi mới thả cá vô để xong lấy cá để cho nó thấy dầu. Lấy chi gấp cho nó ấy. Chúc cho các bạn một món mới nha. Con khẩu chứ. Dầu này cũng vừa đó. Ở đây là khoảng là một con cá nha. Cá sau khi mà chiên xong thì nó rất là giòn. Thật sự này thì có thể ăn được rồi. Nhưng mà hôm nay chơi món đặc biệt. Thế nào, màu sắc không? Đáng lẽ mình sẽ để cái bộ quay chiên chắc, nhưng mà không sao. Gặp quá, đúng quá. Tại thấy có thể là thấy nhiều người có thể học hỏi từ cái món này mình chế tạo này của người may mắn. Chua chua ngọt ngọt nha. Sắc rất là đẹp nha. Lạc lạc thôi làm sao? Lạc lạc ấy. Rồi giờ bỏ cá vô được. Bỏ cá vô thì nó nóng được. Em thấy ngon rồi. Hơi ngon nha.
Để kia gấp đi. Sự nên nấu món ăn nhiều hơn, nhưng mà toàn không có ai ăn này, chỉ muốn mình ăn này, bởi vì có tay ra món ngon để mình ăn. Rồi cái này để bao phải sốt cà rồi đó, cái muỗng nó ấy ấy rồi. Mày chơi đồ kiểu đi nha. Nó này quá đồ kiểu. Nó cháy ra trong. Nãy giờ lâu em phim nhưng mà thật sự mình là một đầu bếp cũng nổi tiếng nha. Ăn bún. Thường là ăn cơm nhưng mà ăn bún này nó để nó không có. Cái gì nó giảm cân. Như đây được, như này cũng hơi nhiều quá. Nhưng bún này nó không có cái mập mạp gì. Không chưa? Thử rồi, cái chất lượng á. Cái muỗng này. Cái này mình giống như là quality control vậy đó, thử rồi đúng rồi. Bây giờ cầm qua chế vô cái này giùm anh nè. Chế hết vô luôn hả? No, chế ít thôi. Keo này ở trồng ở nhà không nha, giáp cá, cái tàu gì nè. Ok được rồi. Xong, bữa ăn này đã hoàn hảo. Đây là món cá speckled trout chơi với bún. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Thay vì mình mời các bạn nha, mình đi thưởng thức trước.